Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Bản tin nóng do Mai Lê thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, trong bản tin nóng ngày hôm nay, Mai muốn chia sẻ một câu chuyện vừa xảy ra làm rúng động cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Câu chuyện xảy ra tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi những chi tiết sau đây. Hung thủ là một người đàn ông, người Mỹ da trắng, 58 tuổi, tên là Curtis Allen Holiday, đã kết hôn với một cô vợ người Việt Nam, năm nay chỉ mới 29 tuổi, tên là Lê Thị Liên Chi. Theo nhiều nguồn tin trên mạng, thì cô gái Việt Nam này là một du học sinh đi du học bên Mỹ và sau đó gặp ông Holiday rồi kết hôn. Họ đã có một thời gian sống bên nhau rất là hạnh phúc và có chung một đứa con gái 3 tuổi. Vào năm 2019, không biết vì lý do gì, ông Holiday bắt đầu có hành động bạo hành người vợ của mình. Người ta không biết rõ cô Liên Chi bị bạo hành bao nhiêu lần, nhưng theo tài liệu của tòa án, ông Holiday từng hành hung vợ vào ngày lễ tạ ơn 28 tháng 11 và ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12 năm 2019. Đây là hai ngày lễ lớn nhất tại Hoa Kỳ và tất cả các gia đình trở về sum họp bên nhau rất là đầm ấm và hạnh phúc. Riêng cô Liên Chi thì không được diễm phúc như vậy. Cô bị chính người chồng đầu ấp tay gối bạo hành trong những ngày lễ trọng đại này. Những người bạn của cô Liên Chi nói rằng có nhiều lần cô ấy đã đăng lên mạng Facebook cầu cứu sau khi bị chồng bạo hành, nhưng đa số dân cư mạng đều không tin vào điều này và cho rằng cô Liên Chi bịa chuyện như vậy để chỉ câu like, câu view. Cho đến ngày 3 tháng 4 năm 2020, cô Liên Chi tự nhiên bị mất tích sau khi các thành viên trong gia đình không thể liên lạc với cô suốt nhiều ngày. Sau đó, những người thân trong gia đình cô Liên Chi đã báo cáo với cảnh sát Houston và cảnh sát sau đó đến gặp ông Holiday để điều tra về sự biến mất bí ẩn của vợ ông này. Sau khi lục soát khắp nơi để tìm manh mối, điều tra viên đã tiến hành khám xét cơ sở kinh doanh của ông Holiday. Tại đây, họ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi tìm thấy thi thể nạn nhân bị nhồi nhét trong chiếc tủ đông lạnh công nghiệp cỡ lớn. Theo đài TV ABC 13 tại Houston, cái chết của cô Liên Chi được cho là một vụ giết người và cơ quan điều tra quận hạt Harris của bang Texas đã nộp đơn tố cáo ông Curtis Allen Holiday tội giết người hôm 14 tháng 7 và người này không được tại ngoại hầu tra. Tin tức về vụ án đang gây xôn xao trong cộng đồng người Việt ở Mỹ bởi trước đó cô Liên Chi đã bị chồng bạo hành một thời gian. Cô từng đăng bài lên mạng kêu cứu các nhóm người Việt ở Houston nhưng rất nhiều người vào khẩu nghiệp và cho rằng cô ta bịa chuyện để câu view, câu like bởi cô thường đăng tải những hình ảnh hạnh phúc của gia đình mình trên trang cá nhân. Người ta không thấy có dấu hiệu gì gọi là bạo hành gia đình. Có nhiều lần cô ấy nói trên mạng, nếu có một ngày cô bị biến mất thì người chồng của cô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhưng nhiều người lúc đó không để ý đến chuyện này vì cứ cho rằng cô Liên Chi nói như vậy để câu view, câu like. Có một tài khoản trên mạng cũng là một khách hàng quen thuộc của cửa hàng ông Holiday và cô Liên Chi. Chính mắt chị chứng kiến về hoàn cảnh của cô Chi và người chồng hơn cô gần 30 tuổi. Chị chia sẻ rằng, mình biết hai người này, cô vợ Việt Nam nhỏ con lắm, còn chồng thì bự con. Họ có một cô con gái chừng 2 hay 3 tuổi thôi, họ có một tiệm bán đèn, quạt máy. Năm ngoái mình tới 2-3 lần, để mua đồ thì cô vợ và con cũng còn đó. Khoảng tháng 3 năm nay, mình trở lại mua thì thấy có mình ông chồng. Mình hỏi thì ông nói vợ phải đi mua đồ. Lúc đầu mới gặp, mình tưởng cô này làm ở đó, nhưng thấy cách ăn mặc hơi bê bối, áo quần xộc xệch, mình cũng sửa lại giùm. Sửa được 1-2 lần. Cô Liên Chi nói, không sao đâu cô, ông này là ông xã con. Lần sau mình ghé qua mua đồ, tiếp thì có cơ hội nói chuyện nhiều hơn. Mình có nói, cô thấy ông này hơi lớn tuổi hơn con đó. Cô Liên Chi trả lời,
Dạ, tại thương nhau cô à. Mà thấy cô này sợ ông đó lắm. Đang nói chuyện, thấy ông ngó là cô Liên Chi lẹ lẹ đi kiếm chuyện khác làm. Không ngờ thật, thấy ông này buôn bán cũng vui vẻ, dễ chịu lắm. Vậy mà có thể giết vợ và bỏ vào tủ đông. Nếu có lỡ tay đánh nặng thì phải kêu 911 chứ sao giấu xác người ta đi. Qua câu chuyện chồng giết vợ kể trên, có một số ý kiến cho rằng phụ nữ ở nước ngoài nên báo cảnh sát nếu bị bạo hành. Bởi Mỹ là một trong những quốc gia có luật bảo vệ nạn nhân bạo hành gia đình nghiêm ngặt. Việc cô Linh Chi đăng tải lời cầu cứu lên mạng xã hội không giúp gì cho cô, mà trái lại có khả năng khiến vết thương tâm lý càng lớn hơn vì những lời mỉa mai từ cư dân mạng vốn không hiểu được những gì cô Linh Chi đang trải qua. Một cư dân mạng có tên Phùng Khánh viết: "Qua câu chuyện, mình mong phụ nữ hãy chủ động bảo vệ lấy bản thân trước khi sự việc tồi tệ hơn xảy ra." Cộng đồng người Việt tại Mỹ đã lên tiếng bày tỏ sự tiếc thương dành cho cô gái trẻ xấu số này. Quý vị và các bạn thân mến, đó là bản tin nóng ngày hôm nay, Mai muốn chia sẻ cùng với mọi người. Chúng ta thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra trong gia đình ông Holiday và cô Liên Chi để đi đến một kết cục như vậy. Nhưng khi một người đồng hương của chúng ta bị giết hại một cách dã man như vậy, thì không ít thì nhiều mọi người chúng ta đều cảm thấy xót xa và bàng hoàng. Tội nghiệp nhất vẫn là cháu gái 3 tuổi, con chung của hai người bỗng nhiên trở thành mồ côi mẹ và không biết cuộc sống và tương lai của cháu sẽ đi về đâu. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin nóng ngày hôm nay. Mai xin chúc cho mọi người có một ngày vui và hạnh phúc. Mai xin chào và hẹn gặp lại lần sau.